Cho tuần nguyên nhá. Gà rừng á, nó giờ gà rừng dùng hiếm lắm. Có thấy có nó không? Hồi trước là hắn vẫn hay đi về đấy. Ý là ngoài đường là vẫn gặp ấy nhá. Mà giờ dư nó có nữa. Cho anh mạnh. Xinh đẹp nhất. Lúc anh follow em mình nhá. Cảm ơn anh Mạnh nhá. Anh Mạnh đi Philippines nhá. Đúng không? Đi Philippines đúng không? Anh Mạnh đúng là khi mua cũng mua tặng quà nha em. Đúng là người giàu hoặc khác. 14 mà. 14 tháng 7 này hay 14 tháng 8? Cảm ơn Trân Văn Thắng nữa, 3 hôm nữa. Rồi à. Rồi thì anh đi với ngán nhá. Có quá đó kiểu chiều kiếm được tiền, nhiều tiền. Em cũng biết là em có đến nước ngoài em lên. Em gọi lời chung nghèo không? Anh hỏi câu đi khó quá. Cài nón cho mẹ đi. Nón ý là nón của em ấy nha mọi người. Rồi thì chúc anh sang đó làm được nhiều tiền. Và quan trọng nhất là kiếm được người yêu. Cảm ơn anh Mạnh nhiều nha. Em ngủ trưa là anh không ngủ. Ba học trò của mình là lắm. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn Liếm Mùi. Nha bạn. Bản nhà riêng Phương Nghiệp Linh. Ủa em có bán nhà mọi người? Em có đúng có nhà mà bạn ấy. Quê em ở Căn Lộc. Ý là quê gốc ấy. Tháng 6 cha mẹ em lên đấy mà. Lên Hà, lên Nghệ An. Mọi người thấy em có gần quá không? Tại em bị cần ấy, em không không nhìn gần là em thấy không đọc được bình luận nữa. Ra Hà Nội sinh sống đúng rồi em đi với cái nón mọi người thấy em bốc hết rồi đây cái nón đôi nắng đôi mưa của em đó. Đâu to quá. Đầu giá cái nón níu mọi người. Trang trại hơn 8.000 con. Em nào biết đấy, lần sau giờ em cũng xem tin tức. Đôi nón vào xinh hơn. Ồ rồi thì phải đôi vô mới được. Mọi người thấy em cái chị đẹp hơn để nói nhá. Trưa chui ra vườn ngồi cho nóng. Không qua đi mát hơn, ngồi dưới cây ấy, cổng gió nữa. Cảm ơn mọi người nha. Bên ngoài em không có đẹp. Nhưng mà vô lái đi có app mà đúng không? Tồi gì mà không dùng. Bữa nay em nói em mặc cái quần như baza này. Em mà đứng dậy mọi người ra hết luôn nè. Hơi cùi quá.